Xin kính chào quý vị và các bạn. Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong ngày thứ ba. Dự báo nhiệt độ buổi trưa hầu hết sẽ đều dưới 17 độ. Và càng về tối và đêm thì trời sẽ lại càng rét hơn. Khu vực đồng bằng cũng như là ven biển, nhiệt độ sẽ là từ 9 đến 12 độ. Vùng núi là từ 6 đến 9 độ và thậm chí là vùng núi cao có nơi có thể dưới 3 độ, không loại trừ khả năng xuất hiện băng giá. Tại Sapa, nhiệt độ trong hai đêm tới sẽ chỉ ở mức từ 3 đến 5 độ, trời rét cóng. Ban ngày thì rét nhất sẽ là vào ngày thứ ba khi mà nhiệt độ cao nhất không vượt quá 8 độ. Đến thứ tư và thứ năm thì trời sẽ đỡ rét hơn chút nhờ có nắng, nhiệt độ cũng tăng lên ở mức từ 9 đến 11 độ. Thời điểm sáng sớm và chiều tối thì rất lý tưởng để du khách chúng ta có thể ghé thăm đồi chè Ô Long. Tới đây thì du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo với sương mờ răng phủ, lấp ló những hàng mai anh đào nở rực, tô điểm giữa những đồi chè xanh ngắt. Ở miền Trung thì quý vị chúng ta cần lưu ý là ngày thứ ba, mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi. Trong đó thì khu vực từ Hà Tĩnh xuống tới Quảng Ngãi sẽ có mưa ngắt quãng. Cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to với lượng trên 50mm. Riêng ở phía Bắc như là Nghệ An, không nằm trong vùng mưa nên 3 ngày tới trời sẽ vẫn tạnh ráo, tuy nhiên thì sẽ khá rét, nhất là vào ngày thứ 3 và thứ 4 khi nhiệt độ giữa trưa cao nhất sẽ không vượt quá 17 độ. Đến thứ 5 thì trời sẽ ấm hơn nhờ có nắng, nhiệt độ cũng sẽ nhích lên ở mức là 19 độ. Có nắng nên là rất lý tưởng để du khách chúng ta có thể đến tham quan những đồi hoa hướng dương đang rực rỡ khoe sắc trong những ngày giáp Tết. Ở miền Tây Nam Bộ, 3 ngày tới trời sẽ vẫn nắng đẹp. Du khách ghé thăm cánh đồng quạt gió ở Bạc Liêu thì sẽ khá thuận lợi khi mà nắng xuyên suốt từ sáng đến chiều. Nhiệt độ thì ở mức vừa phải từ 31 đến 32 độ. Chỉ lưu ý là vào chiều tối ngày thứ 5 sẽ có mưa rào nhẹ nhưng mà rất nhanh thôi. Tối và đêm thì trời hơi se lạnh với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 24 độ. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các điểm du lịch khác trên cả nước.